Trong buổi tiếp xúc của ông David Shear, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, với một số người trong cộng đồng người Việt ở quận Cam vào ngày 1 tháng 6 năm 2013 tại trung tâm Lee Chow Center thuộc trường đại học cộng đồng Coastline Community College, có một chi tiết làm nhiều người chú ý và thắc mắc. Đó là sự thiếu vắng hẳn hình ảnh lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa trước đây, kể cả trên bục diễn thuyết lẫn phía người tham dự. Đây là một chuyện hiếm hoi hầu như chưa từng xảy ra trong những dịp cộng đồng người Việt tại đây tiếp xúc với các dân cử Mỹ Việt các cấp trong chính quyền Hoa Kỳ. Nhiều người tham dự đã thắc mắc hỏi nhau về điều này. Có giả thuyết cho rằng vì ban tổ chức không muốn đặt đại sứ David Shear vào một tình thế khó xử khi trở lại Việt Nam tiếp tục công việc của một viên chức ngoại giao. Vào cuối buổi, một vị trong số những người tham dự đã đứng lên đặt vấn đề này trực tiếp với ông David Shear. Có vẻ như đã chuẩn bị trước, đại sứ David Shear đã đưa ra câu trả lời làm nhiều người bất ngờ. I was a Vietnamese veteran in the Republic of Vietnam and also a Vietnamese American citizen. And as you know, we love our the Republic of Vietnam flag. And just in case you happen to be here and then just so we have the Republic of Vietnam flag in this room, yeah. Are you objected or just give us the feeling how you feel? Yeah, that's the best. I want to hear from you, Mr. Ambassador. I want to hear from you about that. I don't object to it. It's a free country. And it's your flag. You sure? No lie. Look, I'll tell you something. When I was preparing for this, and I was reading a briefing memo for this event, this morning actually, I heard that my staff asked that there be no Republic of Vietnam flags flown up in this area. And I looked at it and I thought, what are they saying? You can fly the flag anywhere you want. We have one more question. So people have a right to hold the South Vietnamese flag in Saigon and Hanoi. I don't think they do. Mr. Ambassador, why don't you quit sugarcoat this thing about human rights? Để tìm hiểu nguyên nhân chính thức từ ban tổ chức về việc lá cờ vàng ba sọc đỏ không được trưng bày trong buổi tiếp xúc, phố Bosa TV đã liên lạc với văn phòng dân biểu liên bang Alan Lowenthal ở thành phố Long Beach. Nơi đây đã tiếp nhận câu hỏi và cho biết sẽ chuyển đến vị giám đốc giao tế ở văn phòng trên thủ đô Hoa Thịnh Đốn để có câu trả lời chính thức trong những ngày tới.